Trời ơi, cho Su lái tàu lửa luôn hả? Quyện điện coi, quyện đi. Ê, đau nó con, trời ơi. Ê, các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có gì ta? Đây là gì vậy bạn Ken? Kem. À, các bạn, đây là cái máy làm kem nha. Cái máy làm kem bằng đất sét lay đồ nè. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ mở cái máy làm kem chúng ta xem nha. Rồi, cho Su đi ngủ đi. Wow, cái máy làm kem đã quá các bạn ơi, đã quá. Ê, wow, cái gì đó ta hả? Cái gì trong đó đó? Ở trong này cái gì? Ồ, trong đó có cái gì vậy? Ồ. Wow. Ồ, cái gì vậy? Màu. Wow, các bạn ơi, quá trời màu luôn. Màu vàng. Màu gì nữa? Màu đâu? Rồi, màu gì? Màu trái cây. Màu gì nữa? Màu đỏ. À, màu trắng nữa các bạn ơi. Đây, bạn Ken có 5 màu luôn. Màu vàng, màu nâu, màu xanh lá cây, màu đỏ và màu trắng. Rồi còn gì nữa ta? Wow, một bộ máy làm kem luôn nha. Đây, đây là bộ máy làm kem nè các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken mở cái có gì nữa không Ken? Wow, à, khuôn. Khuôn và ly kem nè các bạn. Rồi bây giờ bạn Ken mở ra nha. Rồi bạn Ken đổ ra đi bạn Ken ơi. À, đây các bạn, cái ly kem nè, mình có hai ly kem luôn. Wow, đây là máy làm kem rồi. Bây giờ mình ráp cái máy làm kem cho bạn Ken nha. Chưa, con ráp cái máy lại đi. Đây cái máy. Chưa sai rồi nè. Đó, đây. Đó, ráp vô đây đó. Quay lên vậy. Được không? Đó. Wow. Đây đây cái máy làm kem nè các bạn ơi. Đã ghê chưa? Rồi bây giờ mình ráp. Đúng rồi, trên đây gắn vô. Đúng rồi hả? Đây, cụ cho. Ý. Wow, rồi, rồi. Rồi con lấy đất sét đi mà nặng kem nha. Rồi. Còn đây là mấy cái khuôn kem nè các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở đất sét ra mình làm thử cây kem nha. Rồi bạn Ken, con gắn cái khuôn vô. Nha. À, cục đất sét màu trắng kìa. Dính tay luôn rồi hả? Đây nè bà cậy ha. Đây, gắn cái khuôn vô. Để chỗ nào, bỏ chỗ nào quá. Này hả? Rồi con bỏ lên đó đó. Rồi bỏ lên đi. Cái này đây, cái này đây. Rồi dọn xuống. Bạn Ken sẽ nặng thử cái kem nha. Ôi, méo rồi. Sai rồi bạn Ken ơi, bạn Ken làm sai rồi. Ôi, kem nặng rồi, nó chạy rồi nè các bạn ơi. Bỏ cái ly vô. Rồi nó hết rồi, gỡ cây ra mình nặng tiếp. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken tiếp tục hả, bỏ đất màu đỏ vô để mình nãy là được ly kem màu trắng rồi nha. Rồi mình bỏ tiếp tục vô thôi bạn Ken ơi. Con bỏ miếng đất màu đỏ vô nữa. Bỏ nhiều vô, bỏ đầy luôn. Rồi được rồi, cái dòng xuống. Nè con để cái khuôn đó, nè con để cái rằng khuôn nè. Đó, ngay chỗ cây này nè, đó như nè. Rồi, đóng lại, đè xuống đi, đè xuống. Em mạnh lên. Rồi, nữa. Ơi ra rồi kìa các bạn ơi, ra rồi nè. Nữa, lấy cây kiều, lấy muỗng kiều ra. Rồi con quết lên đây cho nó đứt ra. Đó, vậy đó. Xong rồi, hay quá trời. Rồi tiếp tục lấy màu khác thôi. Rồi bây giờ bạn Ken đưa ly kem cho các bạn xem đi. Đây các bạn ơi, qua cái ly kem nè. Ngon quá. Rồi bây giờ bạn Ken mở thêm màu xanh lá cây nha. Rồi thêm màu xanh lá cây vô bạn Ken ơi. Đây để mình dở này lên cho bạn Ken. Rồi con rút cái cây này ra. Rồi dẫn đi dẫn phụ bao rút. Rồi bỏ vô. Rồi tiếp tục thôi. Con thích màu xanh lá cây hơn, con thích thì con bỏ nhiều vô á. Rồi được rồi. Rồi bỏ ly kem vô. Chưa ngược rồi. Rồi con để ngay cái lằn này mới được nè. Đó đúng rồi. Rồi đè mạnh xuống. Mạnh lên.
Wow, ơi cái cây màu xanh lá cây nó ra rồi dính màu đỏ luôn nè. Wow, tao đưa cho các bạn xem với. Đây rồi, thôi giờ làm ly khác đi. Lấy ly khác đi, bỏ đi kem này lên đây, lấy ly khác bỏ vô. Lấy cái này đi. À cái đó hả? Ủa cái này đâu rồi? À cái này là cái khuôn con, cái khuôn làm kem á. Khuôn nào? Đâu rồi? À, các bạn ơi, giờ bạn Ken sẽ làm cây kem nha. Đây là cây kem này nè, nặng quá. Ken sẽ làm cây kem sô-cô-la nha. Chưa, con bỏ cái cây này vô. Đây, để đây cho các bạn coi. Đó, con để cái que kem vô mới được. Rồi, bè xuống luôn. Không, con bỏ đất sét vô trước. Bỏ nhiều vô con, bỏ nhiều vô. Bỏ nhiều vô, nó mới ra kem đẹp lận. Nữa xé nữa đi. Và đất sét này là bột nha các bạn, bột nó mềm á mới làm được nè, chứ đất sét cứng là không có làm được. Rồi thêm nữa đi con. Đây hả? Ừ, nhiều luôn, nhiều luôn. Rồi bây giờ mình gắn cái kem vô đi. Nhiều luôn, cục bự luôn á. Nữa thôi con bỏ cục bự vô luôn đi, là ba bóp phụ cho. Rồi bỏ nguyên cục vô đi. Thằng kem xé mệt quá các bạn ơi, giờ rồi đóng lại. Rồi dịnh nha. Rồi đóng lại đi. Đóng lại làm cái kem. À. Wow, một cái kem sô cô la. Để chặt mạnh lên. Ôi ơi. Rồi. Lấy gì ấy, cái này vậy? Lấy ra. Dưới dưới nữa nè. Cô đẹp cái cây vô, đẹp cây vô. Rồi, dở ra coi thành cái kem chưa. Trời ơi, rồi thành cái kem này nè các bạn ơi. Wow. Rồi gỡ ra đi, gỡ ra. Ôi con dục dưới đất hết vậy, ủng sao. Ai. Rồi con để lên tay ba này, con xếp ra. Hết bỏ rồi. Rồi gỡ mấy cái đó ra luôn. Đây các bạn ơi, bạn Ken làm nguyên cây kem sô cô la rồi nha. Ăn thử thì ngon bạn Ken. Ủa con ăn cục mà. Ủa. Ủa. Cái này làm cái xác mà. À làm đất sét ăn không có được hả? Sống được, ăn được luôn chứ. Giá bộ hả? Ăn giá bộ á. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ làm cái kem màu vàng nha. Rồi lấy màu vàng làm cái kem này bạn Ken ơi. Đây, rồi, hộp màu vàng đâu, hộp đất sét màu vàng đâu. Cứng quá hả? Rồi đây các bạn, một cây kem màu vàng. Và trong đó còn dính kem trong đó đó. Rồi, cây kem màu vàng nha. Anh kem thích ăn kem mít không? Hay là kem mít á? Đỏ rồi nè. Rồi mình đóng lại, mình làm cái kem màu vàng cho bạn Ken ăn thử nha các bạn. Thêm miếng bột nữa đi, chưa đủ. Rồi đè phủ ba đi, đè phủ ba. Đấy này. Đè mạnh ra. Đè cho nó đứt cái này luôn, đè cho nó đứt cái này luôn. Con đạp lên. Mạnh lên. Đạp mạnh lên. Rồi gỡ ra coi. Wow, một cây kem màu vàng. Cũng lắm. Cũng lắm hả? Quá, ấy mốt cây kem luôn rồi. Ui, cây kem màu vàng ngon quá ta ơi. Bỏ luôn rồi. Từ từ nha bạn kem, từ từ á. Bỏ luôn rồi hả? Chưa bỏ là bỏ ép lại. Méo rồi nè. Rồi, ép lại. Mở ra. Rồi. Wow, đẹp quá ta ơi. Đây bằng kem mấy cây rồi, đây nè bạn Ken được hai, một cây kem sô cô la với một cây kem mít.
cái mít màu vàng thơm mà Ken ăn thử coi. Thơm quá. Đây mình còn đất không? Rồi giờ mình làm cái kem màu đỏ nha. Rồi mình làm thêm cái kem màu đỏ đi. Đây, à cái này là cái khuôn, cái khuôn bỏ bánh này bạn Ken ơi. Bỏ bánh được. Rồi bạn Ken tiếp tục làm kem nha các bạn. Rồi lấy cái này đóng lại. Đóng lại, đóng đây nè, đóng đây nó mới xuống hết. Rồi bỏ cái dĩa vô. Wow, rồi quẹt ra, quẹt ra. Wow, dài quá các bạn ơi. Đây 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 đây, bỏ vô cho. Một chén kem luôn. Rồi bây giờ mình chơi kem. Rồi giờ mình chơi cái kem dài nè. Rồi giờ mình làm cái kem hai màu cho băng kem nha các bạn. Rồi, dính nha. Wow, dài khủng khiếp luôn rồi. Ôi dài khủng khiếp luôn rồi các bạn ơi. Ghê chưa? Đây mũi không à. Đây mũi không hả? Thôi vậy máy bay các bạn đi. Mình vô nhà mình chơi tiếp nha. Lại máy bay đi.